Đây là những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ. Trong ngày 27 tháng 2 âm lịch ngày kỷ hợi, chỉ cần bước sang dạng sáng ngày 27 tháng 2 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một cái trang mới. Từ đầu tháng đến giờ, những con giáp này đã vô cùng cố gắng và nỗ lực trong công việc, nên chỉ cần bước sang ngày 27 tháng 2 âm lịch thì mọi sự cố gắng nỗ lực trong quá khứ của các bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Đây là cái ngày mà các bạn được hưởng trái ngọt, công việc thì thăng hoa, sự nghiệp thì thăng tiến. Ở chỗ làm thì được đồng nghiệp quý mến, ngưỡng mộ, được cấp trên yêu mến, trọng dụng. Về nhà thì được người thân, bạn bè quan tâm chăm sóc, hạnh phúc, gia đình thì luôn được đặt lên hàng đầu. À, mọi sự thì được thuận hòa, may mắn, không để đâu cho hết. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta biết ngày hôm nay ngày 27 tháng 2 âm lịch đó là ngày kỷ hợi. Đầu tiên chúng ta cùng diện là dần hợi là lục hợp. Vì vậy mà những người tuổi dần sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Nói chung ấy, trong cái ngày 27 tháng 2 âm lịch thì cái con đường công việc, công danh sự nghiệp của những người tuổi dần lại được hanh thông thuận lợi nhờ có chính quan tương trợ nó giúp đỡ. Những người mà đang ngóng tin chờ thi cử, du học hoặc là xin việc ấy thì sẽ gì gặp được nhiều cái may mắn thuận lợi trong ngày hôm nay. À, các bạn làm việc thì có trách nhiệm à, thẳng tính, mất lòng trước nhưng mà được lòng sau khiến cho ai cũng phải nề phục. Cái sự khéo léo cũng sẽ rất quan trọng trong cái thời gian này. À, khi mà bản mệnh tương tác tốt với đồng nghiệp với tiền bối với khách hàng thì sẽ có một cái tháng là gì đẩy được triển vọng làm việc công việc thì thuộc thuận lợi như ý thì đây cũng là lúc mà cái mối quan hệ được ổn định à, cho các bạn nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với những người xung quanh tăng cường cái kết nối và bày tỏ cái ý kiến cái cảm xúc của bản thân ở à, đây cũng là cái thời gian tốt để tìm kiếm những cái cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay là cho cái công việc hợp tác à, quý vị trong thời gian này cũng nên lưu tâm đến cái việc điều tiết kế hoạch thời gian đừng để các vấn đề nó trở nên rối rắm do khối lượng công việc nó vượt qua cái tầm kiểm soát học cách tin tưởng vào cái năng lực của bản thân sử dụng cái tư duy lý trí để đo lường các vấn đề thực tế và tìm kiếm cái hướng đi thuận lợi hơn bên cạnh đó trong ngày hôm nay lại có các tinh với chiếu mệnh nó sẽ mang lại nhiều cái cơ hội thăng quan tiến chức cho những người tuổi dần nếu các bạn biết chớp lấy cái thời cơ thì là hoàn toàn có thể một bước lên mây đổi đời giàu có. Thì ngoài ra, những người tuổi dần cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong cái thời gian này. Nhất là những ai mà đang khởi nghiệp thì cũng đã tìm ra được cái hướng đi mang về cái doanh thu ổn định cho công ty. Đấy. Vận tiền tài của những người tuổi dần cũng được nảy nở, đâm hoa kết trái nhờ cục diện ngũ hành tương sinh. Nhất là những người mà theo cái nghiệp kinh doanh buôn bán ấy, thì nên chuẩn bị tinh thần để có thêm cái hợp đồng mới, khách hàng mới. Quý vị uh, chuẩn bị tốt thì sắp tới sẽ đỡ đau đầu hơn, à, có thể sẽ gì ngủ ngon mà không phải lo lắng nhiều về cái chuyện tiền nong Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho cái vận trình của mình, ấy, những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 27 tháng 2 ngày kỷ Hợi. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai không ai khác đó chính là những người tuổi mão. Thì những người tuổi mão được cục diện là Hợi mão mùi là tam hợp. À, nhưng mà hơi tiếc cho những người tuổi mão là trong ngày hôm nay lại có thiên quan nó chiếu mệnh nên nó cảnh báo những người tuổi mão muốn bình yên thì cần phải sánh xa những thị phi và tránh xa những người có quyền của chức trong ngày hôm nay. Những người mà đang làm quản lý những người đang làm chức lớn ở cơ quan thì cũng nên cẩn thận giữ ghế của mình đang ngồi, an phận thủ thường không được canh đua là cái điều tốt nhất trong thời gian này. Bù lại thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi tuổi mão lại được tốt lên hẳn nhờ có cục diện tam hợp là hợi mão mùi nó trợ vận. Vậy nên những người tuổi này gặp hung tiểu hóa cát, à, có người nâng đỡ nên tránh được khá khá những cái hung hiểm cho công việc của gia đình. À, nói chung ấy có chuyện gì bức bối thì cũng nên tâm sự với người thân trong nhà, đừng có vạch áo cho người xâm lưng. Ở trong thời gian này thì những người tuổi mão lộc lá cũng sẽ đến đẩy tay nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh. À, những người kinh doanh mua bán thì có cơ hội phát tài phát lộc hàng hóa nói chung là bán chạy tắt như tôm tươi. À, những người tuổi những người tuổi tuổi mão ấy làm ăn thì uy tín chất lượng nên là sản phẩm luôn được đảm bảo giành được cái lòng tin của khách hàng. À, trời thương Phật độ nên làm gì cũng sẽ được giàu sang phú quý. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong ngày hôm nay thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không khác đó chính là những người tuổi mùi à, thưa quý vị ở à, trong ngày hôm nay thì những người tuổi mùi được cục diện tam hợp nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên uh, trong cái ngày 27 tháng 2 âm lịch thì những người tuổi mùi sẽ liên tiếp có những cái tin vui nó báo về. Đấy. À, cho thấy rằng những người tuổi mùi trong cái thời gian trước ấy, những cái nỗ lực, những cái cố gắng của các bạn trong suốt thời gian qua cũng đã được đạt được những cái thành quả xứng đáng. À, nhiều người cũng sẽ được nhận phần thưởng nhờ sự chăm chỉ và cái khả năng xử lý à, khôn ngoan của mình. À, tuy nhiên vẫn có một số cái chuyện nó sẽ gây áp lực cho những người tuổi mùi khiến các bạn phải nghĩ ngợi phải căng thẳng à, quý vị đừng có để những chuyện đã qua quấy rầy mình nếu không ấy, các bạn sẽ mệt mỏi và có xu hướng là lặp lại những cái sai lầm bên cạnh đó à, trong cái ngày hôm nay thì có cục diện tam hợp nó chiếu cố nên cái đường tình cảm của những người tuổi mùi sẽ được vượng vận nhân duyên đôi lứa thì yêu thương nồng cháy thế nhưng các bạn phải gì năng ra ngoài gặp gỡ với mọi người để tăng cường cái mối quan hệ kết nối với quý được với quý nhân thì đây cũng là cái cơ hội để các bạn cải thiện cái tình cảm của mình tìm kiếm các cơ hội đảm bảo cái phần thưởng xứng đáng cho những cái nỗ lực những cái cố gắng của mình trong suốt thời gian vừa qua cái sự thay đổi tích cực sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề còn tồn động trước đó trong công việc duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể cũng như là trong gia đình à, những người tuổi mùi cần phải tập trung vào cái vấn đề về tài chính đấy trong thời gian này hứa hẹn các bạn làm tốt những cái việc trên ấy thì sẽ mang lại cho các bạn những tin vui về tiền bạc nhưng à, cũng phải cần nhắc nhở các bạn là nên gì làm một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý để gì hình thành cái thói quen tiết kiệm tiền đấy vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăm hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tí. Những người tuổi tí được cục diện là hợi tí xỉu là tam hội. À, trong ngày hôm nay lại có gì Quý nhân nó tương trợ, nó giúp đỡ nên những người tuổi Tý sẽ có nhiều cái may mắn bất ngờ nó ập đến. À, những công việc chính, công việc phụ, những người tay trái làm thêm thì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Những người tuổi Tý thì lại được gì thần tài đem đến cho của cải khá nhanh. À, nên là quý vị cũng sẽ dễ dễ nhận được lộc trời ban, giàu sang phú quý, làm gì cũng sẽ thu tiền về liền tay. À, bên cạnh đó thì lại có cục diện tam hội được chiếu cố nữa. Nên là ngoài cái mặt ngoại giao ấy, của những người tuổi Tý phải nói là mỹ mãn vô cùng. Ở trong ngày hôm nay thì các bạn gì uh, sẽ ký kết được nhiều cái hợp đồng, nhiều cái tài ăn nói khéo léo, đi xin việc thì cũng được xuân sẻ uh, và gì nhanh chóng, nhanh chóng có được một công việc tốt. Cái sự chủ động của những người tuổi Tý trong cái thời gian này cũng đem lại cho các bạn một cái tính dung hòa trong các mối quan hệ. Thêm nữa, cái mặt tài lộc của những người tuổi Tý thì cũng được gì cục diện ngũ hành nước tỷ hòa. Vậy nên những người tuổi Tý luôn biết hài lòng với những gì mình đang có ở cái thời điểm hiện tại. Nói chung ấy thời gian này quý vị đã biết nắm bắt cơ hội và tạo dựng được cho mình một cái hệ thống kinh doanh kiếm tiền nói chung là bội thu. Một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi Tý trong ngày hôm nay và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng cam tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. À thưa quý vị, công việc của những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay cũng được xuân sẻ hơn những ngày trước nhờ cục diện tam hội nó tương trợ nó giúp đỡ. À, những người tuổi sửu cũng được người đi trước dẫn đường chỉ lối, gặp khúc mắc thì cũng sẽ được giải quyết một cách là nhanh gọn. À, bên cạnh đó, trong thời gian này thì các mối quan hệ của những người tuổi sửu với bạn bè, với đồng nghiệp, với những người làm ăn ấy, thì lại vô cùng là vui vẻ hòa thuận, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên những người tuổi sửu sẽ ăn nên làm ra hoặc là gì sẽ giải quyết được những cái sự việc từ trước đó. À, nói chung ấy, quý vị sẽ có lọc lá đầy tay. Bên cạnh đó, đường tình cảm của những người tuổi Sửu cũng được may mắn nhờ cục diện tam hội nó tương trợ. Vậy nên những khúc mắc trong họ hàng, à, khúc mắc giữa vợ chồng, con cái cha mẹ cũng sẽ được giải quyết. Đấy, gia đình thì bình an may mắn gặp hung thì hóa cát. Được ơn trên hương đỡ nên những người tuổi Sửu ấy cũng sẽ gì? Tích cực hành thiện tích đức. Vậy nên cái vận may nó càng được lớn hơn. À, trong thời gian này những người tuổi Sửu còn độc thân ấy, thì đào hoa ngập lối. À, sẽ có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và chìm đắm trong cái tình yêu. À, các cặp đôi thì hài lòng với cái mối quan hệ hiện tại. À, tình cảm của hai bạn sẽ khiến cho nhiều người, không ít người phải ghen tị vì vì các bạn. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn hạnh phúc cho mình ấy, thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, rộng sửu để trợ mệnh ngũ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 91 để thỉnh cái vòng tóc hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu không ai khác đó chính là những người tuổi dậu à thưa quý vị trong ngày hôm nay thì được cục diện là kim thủy tương sinh nên là những người tuổi dậu khá là may mắn thoát được cái nạn trong cái công việc trong ngày hôm nay à thực ra ấy, thì những người tuổi dậu cũng là luôn biết rằng à, có mình bản thân mình còn nhiều cái thiếu sót khả năng còn bị giới hạn nên là rất khiêm tốn chịu khó lắng nghe À, những cái lời góp ý của mọi người xung quanh nên là được ông trời che chở để mọi việc được thuận buồm xuôi gió. À, những người tuổi Dậu là những người hòa đồng với những người xung quanh khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu khi mà tiếp xúc với mình. À, trong ngày hôm nay đi xa gặp khó khăn thì cũng sẽ được người khác giúp đỡ tránh được cái họa. ăn ở có phúc có phần thì những người tuổi Dậu không bao giờ lo thiệt thân. À, thêm nữa lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là lộc lá nó có vây bám xung quanh những người tuổi Dậu. À, các bạn có lộc ăn uống quả cáp hay là được cho tiền. À, những người tử dậu là những người vui vẻ lạc quan nên là không khó có thể tìm được lộc lá ở bất cứ nơi đâu mà hoặc là bất cứ người nào mà mình quen biết. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tử dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, uh, Tị, dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay ngày 27 tháng 2 âm lịch năm 2024 ngày kỷ hợi và trong ngày 27 tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn sau đây một là những người tuổi dần hai tuổi mão ba tuổi mùi bốn tuổi tý năm tuổi sửu và sáu là những người tuổi hợi ở à, tuổi dậu đó đó là sáu con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo xin cảm ơn